em quay video ngoại hình tổng thể máy cho mình em nhé. Mặt trước của máy đấy ạ, à, mặt sau của máy á, đây là mặt sau của máy là bàn phím luôn ạ, thì không bị xước nhé. Đây là cái đằng sau nó là vải thôi, mặt trước của máy đấy ạ. Mặt trước của máy thì không bị va đập hay cấn mót gì ạ. À, máy đấy đã qua sử dụng nên nó có một vài xước nhỏ đây. Nói chung là những cái vết xước này thì mình sẽ không tránh khỏi được ấy, thì những cái vết xước nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của máy nhé. Đây các góc cạnh của máy ạ, em quay là các cạnh của máy cho mình đây ạ. Máy thì không có bị va đập hay cấn móp gì ở các cạnh này. Em test các chức năng cơ bản máy cho mình đấy nhé. Em test cam ạ. Cam trước của máy đấy ạ, cam trước của máy khá là rõ nét đi nhá, không có bị đốm sáng hay đốm đen gì. Em test cam sau cho mình. Đây, cam sau của máy đấy ạ. Em test mic cho mình ạ. Mic thu lại được ạ, mic và cam của mình ok hết rồi ạ. Em test bàn phím cho mình. Đấy ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím của mình anh nhé. Phím nào không hiện là trên bàn phím của mình nó không có, nên là nó thiết kế không có nên là sẽ không hiện ạ. Chuột trái chuột phải của mình em test cho mình ok hết rồi ạ. Phím này và đây các cái phím này thì phím này là có các cái phím này thì nó là phím số thì mình có thể dùng thay thế ở trên các cái phím này nên nó thiết kế là nó gọn nhẹ nên nó sẽ không có. Em test loa cho mình. Loa của máy đeo thì 529 giờ thì khá là to và rõ anh nhá, không nó không bị rè ạ. Em tắt loa ạ. Em quay ID của máy ạ. ID của máy đấy ạ. Máy mình mua là bản 256GB. Đây, ID của máy đây. Máy mình có thể tháo rời ra được như vậy với bản phím. Em quay ID cho mình. Lát thì em sẽ chụp lại ID này cho mình cho rõ hơn nhé. Đây, ID của máy. Đây, máy mình mua là 256 thì hiện tại em đang để cho mình là một ổ ạ. Hình tổng thể của máy khá là đẹp anh nhé. Các góc cạnh của máy đây không có bị va đập bay cấn móp ạ. Máy xước thì mình sẽ không tránh khỏi được.